chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tấm lót lên trên bàn làm việc. Tấm lót này mình khi mình lót xuống để mình để laptop hoặc là mình để bàn phím hay mình để con chuột, mình rê chuột cho nó dễ. Cái tấm này mình mua của hãng IKEA. Tấm này được làm bằng nhựa, khoảng 50% là bằng vật liệu tái chế từ chính cửa hàng, những cửa hàng của IKEA họ gom lại và họ kết hợp với cả nhựa nguyên chất để làm ra cái tấm này. Bây giờ mình sẽ mở cái tấm này ra cho các bạn coi nhé. Đầu tiên, tấm này được bán ở trên website của IKEA. Họ bán là khoảng cỡ 3 euro, tương đương khoảng cỡ 80.000 Việt Nam. Được làm bằng nhựa rất là đẹp. Khi mình trải lên bàn thì mình để con chuột hoặc là mình để sách vở lên thì nó sẽ nói chung là khi mà mình mục đích là để đưa con chuột nó sẽ dễ dàng trong quá trình mình làm việc. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi nhé. Tấm này được làm từ Cộng hòa Séc có tên là Skarut. Nó có hai mặt được làm rất là đẹp, mặt nhám và mặt bóng. Thân bóng trơn này mình sẽ để xuống bàn, hơi bị cong mình sẽ